Vậy là chúng ta đã sắp đi hết những ngày nghỉ lễ trong dịp Tết Nguyên đán này. Nhiều người trong chúng ta thì ít nhiều cũng đã có thời gian được trở về để sum họp bên gia đình sau một năm bận rộn với công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, điều đó bên cạnh đó thì vẫn có những người vì công việc và vì nhiệm vụ mà vẫn phải thầm lặng ứng trực và làm việc không có ngày nghỉ Tết. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài người trong số họ. Công việc thì mỗi nghề mỗi khác, thế nhưng trên hết thì tất cả họ đều có chung một tinh thần, đó là hết mình vì công việc và không quản ngại khó khăn. Một vụ cháy do chủ nhà đi chơi Tết quên tắt Chúng bếp tôi không biết ga. Đó cháy là như một thế trong nào. những vụ việc mà các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xử lý trong một ngày trực Tết vừa qua. Nghỉ Tết, nghề nào có thể thay nhau trực, chứ lực lượng phòng cháy chữa cháy là phải đủ quân số như ngày thường, thậm chí cao độ hơn. Ít ai biết rằng riêng trong đêm giao thừa để bảo vệ 31 điểm bắn pháo hoa của thủ đô, hơn 300 cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng ứng trực tại 33 điểm để đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn cho người dân. Ngày Tết, quy trình vẫn không thiếu một khâu nào và phương châm tối đa một phút sau khi nhận tin là lực lượng chữa cháy có thể lên đường. Mọi người có thể đi đi chúc Tết, đi du Tết, ăn uống rồi thì không có nhà hoặc là hóa vàng ấy, thì là có thể bất cần của mọi người một cái là có thể xảy ra cháy. Thật ra là trong những ngày như này là thường thường là bọn em thường là đề cao cảnh giác hơn các ngày thường nhiều, luôn luôn sẵn sàng trong tình trạng là sẵn sàng trực chiến và chiến đấu.